Ngay từ chiều tối qua, cùng với công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 đã được các địa phương trên địa bàn quận Hải Châu triển khai khẩn trương để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Là địa bàn nằm khu vực ven biển có hơn 8 block chung cư cũ được xây dựng tới năm 2000, nên ngay từ trong chiều qua, lãnh đạo phường Thuận Phước đã nhanh chóng kiểm tra rà soát lại tất cả các hộ dân có nhà ở không kiên cố tại toàn bộ tầng 3 của các khu chung cư, vận động người dân di dời tại chỗ và hỗ trợ chăn chống nhà cửa đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão. Chấp hành di dời theo chủ trương của chính quyền địa phương. Không những lần trước mà lần này là đợt 2 rồi là chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, trước 11 giờ trưa nay, toàn bộ người dân ở các nhà cấp 4 không kiên cố với 88 hộ và hơn 300 nhân khẩu trên địa bàn phường Thuận Phước sẽ được vận động sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, công tác cắt tỉa cây xanh và gia cố nhà cửa cũng được thực hiện hết sức khẩn trương. Gia đình tôi và toàn thể dân đều phải chấp hành quy luật của cấp trên đưa ra và di dời trước lúc là 11 giờ. Phường Thuận Phước thì có 8 block chung cư được xây dựng từ năm 2000 đến nay. Thì trải qua 20 năm thì cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Cho nên là đối với tầng 3 thì nó chưa đảm bảo an toàn nếu khi mà có bão đến. Cho nên là ủy ban phường tập trung trong công tác tuyên truyền, vận động bà con ở tầng 3 của 8 chung cư là di dời trước 11 giờ trưa ngày hôm nay theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban quận Hải Châu. Bão số 13 rất khó dự báo chính xác về khu vực thời gian cấp độ bão khi đổ bộ. Do đó, người dân không được chủ quan, nghiêm túc chấp hành các quy định phòng tránh bão.